Một bạn này cầm anh kêu em làm clip dài 5 phút đi. Dạ mà mọi người ơi, 5 phút nó lâu dữ lắm luôn. Ngồi chơi 5 phút nó nhanh, nhưng mà tới lúc lồng tiếng á, kiếm chuyện để nói cho hết 5 phút là rất khó khăn. Vì em rất là bị bí danh luôn. Bữa nay là em quay được cái video này là hơn 3 phút nè, sắp xỉ 4 phút luôn. Nhưng mà em cũng không có muốn tua nhanh, em muốn để cho mọi người xem thực tế là anh Hoàng sẽ gọt một cái củ hủ to này rất là tỉ mỉ. Bữa nay là em báo tới anh Hoàng nữa nè. Em ra ngoài trước ha, em lựa cây củ hủ to nhất, em khệ nệ em khiêng vô cho anh Hoàng gọt. Cái cây này nó vừa cao mà nó vừa nặng nữa, mọi người thấy cái đế nó rất là to luôn. Gọt ra rồi chắc khoảng là 7-8 kg củ hủ luôn. Cây dừa này rất là giòn, em muốn để âm thanh gốc cho mọi người nghe. Nhưng mà do bên em mấy anh đang đóng hàng cho nên là tiếng kéo băng keo nó ồn quá, không có nghe được cái tiếng gọt củ hủ. Củ hủ này nó vừa to, vừa giòn, vừa non, nói chung là xuất sắc. Em là em tiếc dữ lắm luôn, tại vì hả, em định là sẽ để âm thanh gốc cho mọi người nghe. Thứ nhất là em không cần phải lồng tiếng kiếm chuyện để nói. Thứ hai là nghe được cái âm thanh giòn cho mọi người ghiền chơi. Nhiều khi anh chị nghe được cái âm thanh gọt củ hủ nó giòn quá, rồi thấy anh Hoàng gọt cũng nghệ. Xong mọi người ra ngoài trước tiễn một cây dừa xuống lấy củ hủ gọt. Tới lúc đó là bị phụ huynh mắng vốn á, đừng có đổ thừa em nha. Tại vì khúc này là em chói rồi, mọi người đừng có nói gì liên quan tới em á, tại em đâu có suối đâu. Em chỉ là để cho mọi người xem được cái cách gọt củ hủ thôi. Đây là cách gọt củ hủ chi tiết, anh chị nào mà muốn gọt thử ở nhà cũng có thể áp dụng. Với điều kiện là không có ba má ở nhà nha. Tại vì cái này nó rủi ro cao lắm mọi người. Thí dụ gọt thành công gia đình vui vẻ không nói. Còn thí dụ như mà cây dừa lâu năm đang cho trái mà anh chị hạ xuống, gọt không thành công một cái nữa là chỉ có nước cuốn đồ đi thôi. Trời ơi, em nói nãy giờ mà mới có hơn một phút mà mọi người, em xin phép kiếm một cái nhạc gì đó sôi động em ghép vô nha. Chứ mà em bí danh thiệt rồi, khúc này là em chỉ có thể ghép nhạc thôi. Mà anh chị xem hết cái clip này á, là có thể gọt được củ hủ luôn. Em để cái tốc độ bình thường, em không có tua nhanh, em không có cắt bớt một cái gì hết. Đúng 3 phút mấy là tại vì cây củ hủ to thôi. Còn nếu như mà cây củ hủ nhỏ là anh Hoàng sẽ gọt nhanh hơn nữa. Bữa sau em làm thử thách là 5 phút thì anh Hoàng sẽ gọt được bao nhiêu cái củ hủ. Như vậy là em sẽ có clip dài 5 phút nè mà em không cần phải lồng tiếng luôn. Nghe là ổn áp quá luôn á mọi người. Thôi khúc này em ghép nhạc thiệt nha, chứ hết biết nói gì rồi. Công nhận anh chị thấy không, cái củ hủ nó to vậy thôi chứ gọt ra đâu còn bao nhiêu đâu. Cái củ hủ này khi mà nó thô là khoảng 20 kg nè, mà anh Hoàng gọt xong chắc còn chừng 7-8 kg thôi. Lúc mà mọi người thấy anh Hoàng gọt lia gọt lịa thì chắc là tiếc lắm. Nhưng mà không phải nha mọi người, những cái phần già thì anh Hoàng mới bỏ thôi, còn những phần non là anh Hoàng sẽ giữ lại. Nên là anh chị yên tâm đi, mua sản phẩm bên em về là mình ăn được hết, mình không có bỏ cái gì. Và em sẽ ship cho anh chị cái khúc giữa thôi, còn khúc gốc thì bên em sẽ làm cái sản phẩm khác, cho nên anh chị đem về là những cái phần non thôi. Ý, khúc này anh Hoàng làm cũng gần xong cái củ hủ rồi nè mọi người, chỉ còn tách một cái lớp bẹ này nữa thôi là anh Hoàng sẽ cắt cái đọt ra, sau đó sẽ dạt cái gốc lại một lần nữa. Mà em công nhận nha, cái gốc nó dạt vậy thôi chứ rất là nặng luôn, tại vì anh chị thấy nó to không, và vừa dạt phải vừa canh thử là tới khúc nào non á thì mình sẽ dừng lại. Còn làm sao biết non hay không á là phụ thuộc cho anh Hoàng biết thôi, chứ em là không có biết. Em nghĩ là cái củ hủ này anh Hoàng gọt có thể nhanh hơn được nữa, nhưng mà là do em quay video cho nên Hoàng làm chậm, để cho mọi người có thể xem rõ được cái quy trình ở bên em cắt gọt củ hủ như thế nào. Mà mọi người có công nhận với em rất nghệ không? Em mà khoan mọi người, em có cái chuyện này nè. Khi mà em lên video á, có rất là nhiều anh chị nhận ra là người quen của anh Hoàng. Mà thí dụ như anh chị là bạn học hay là bạn đồng nghiệp gì của anh Hoàng thì ok nha. Còn nếu như anh chị nào là chủ nợ của anh Hoàng á thì tìm anh Hoàng thôi chứ đừng có tìm em. Vì em biết anh Hoàng mà có trốn đi Bình Dương bán nước tương á thì em cũng không có chỉ đâu. Ủa mọi người ơi, lần đầu tiên kỷ lục nha, em lồng tiếng được 3 phút. Rồi đây là cái bước cuối cùng, anh Hoàng sẽ dạt cái gốc. Có anh chị nào coi cái khúc này mà thấy tiếc đứt ruột không? Tại sao mà dạt hoài không có ngưng tay? Thấy rõ ràng là cái củ hủ nó trắng tươi rồi, nó non rồi mà tại sao vẫn còn dạt? Không phải đâu nha mọi người, anh Hoàng vừa dạt vừa coi. Nếu như mà tới phần non á thì anh Hoàng sẽ dừng lại. Đó, em mới vừa nói cái là anh Hoàng dừng lại luôn. Và đây chính là thành phẩm 3 phút 52 giây của anh Hoàng.